Lan Quả TV xin kính chào các cô chú anh chị yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì em xin chia sẻ một trong số những cái yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp cây lan của chúng ta phát triển khỏe mạnh. Đó chính là giá thể mà các cô chú anh chị chúng ta sử dụng để trồng cây lan. Đặc biệt là ở đây là cây lan phi điệp. Cái dẫn chứng thực tế nhất thì ở đây là em có một chậu mà trồng bằng giá thể bằng than củi. Sau một cái thời gian áp dụng cho cây lan của mình thì hôm nay em rất là vui khi được chia sẻ cho các cô chú anh chị chúng ta có thể là tham khảo để áp dụng vào cho cây lan của mình. Lực cây phát triển thì rất là khỏe, dài và thân thì rất là cứng cáp. Như các cô chú anh chị chúng ta cũng đã biết thì để có một cây lan phát triển tốt phải có một cái bộ rễ cho nó thật là khỏe mạnh. Nhiều vấn đề mà các cô chú anh chị chúng ta rất hay gặp đó chính là bộ rễ hay hư hỏng hay là hay bị thui đen, thì nó có nhiều tác động, có cả cái tác động từ những cái yếu tố khác, nhưng mà tác động từ giá thể cũng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Và than củi chính là giá thể mà rất hợp với cây lan phi điệp. Trước tiên thì em sẽ đi vào vấn đề về ưu nhược điểm khi mà các cô chú anh chị chúng ta áp dụng cái giá thể than củi cho cây lan phi điệp. Thì các cô chú anh chị cũng đã biết khi mà chúng ta bón phân thì cái độ mặn nó thôi ra rất là cao. Khi mà các cô chú anh chị nhìn dưới đế chậu hay là ở thành chậu thì thường thường nó xuất hiện những cái vẩn trắng, nó là cái muối, nó là cái chất mặn mà chúng ta bón phân nó thải ra. Thì ở đây than củi nó cũng rất là tốt khi mà nó có khả năng là hấp thụ mặn, hấp thụ những cái từ môi trường rất là tốt. Thứ hai thì là một cái giá thể rất nhẹ. Thứ ba thì nó hút ẩm rất là tốt, nó không gây úng cho cái bộ rễ. Thứ tư thì là nó giúp phòng côn trùng, phòng trừ bệnh rất là tốt. Bản thân của than củi thì nó không diệt được côn trùng, thế nhưng mà nó khiến cho cái môi trường sống của côn trùng cực kỳ là khó khăn. Vì thế mà than củi được sử dụng trong rất là nhiều mục đích, với cái đặc tính hấp thụ của các cái chất từ môi trường bên ngoài rất tốt. Hơn nữa thì than củi nó cũng là một cái môi trường lý tưởng để giúp cây lan của chúng ta tránh được sên. Mà cái loại này thì rất là thích gặm những cái rễ non của cây lan. Về cái cách xử lý giá thể than củi khi mà mới mua về thì chúng ta có thể ngâm vào nước khoảng 1 tuần, hoặc là nước vôi cũng được khoảng 1 tuần. Nếu mà không có thời gian thì cô chú anh chị chúng ta có thể đun luộc nó lên. Theo em tra cứu và tìm hiểu thì ở cái than củi nó sẽ có lẫn những cái khúc mà có những cái tinh dầu không tốt cho rễ lan. Thế nhưng mà theo quan điểm của em thì khi mà đốt cháy lên rồi thì tinh dầu nó cũng cháy theo rồi. Thôi thì để cẩn thận nhất thì các cô chú anh chị chúng ta cứ nên xử lý thật kỹ để đảm bảo và an tâm hơn. Trước khi mà ngâm hay là luộc thì than củi các cô chú anh chị lưu ý là chúng ta nên đập nhỏ cỡ bằng đầu ngón tay cái tới đầu ngón chân cái là ổn nhất. Không nên đập than quá vụn, sẽ làm mất cái sự thông thoáng khí cho cái bộ rễ của cây lan. Sau khi đập nhỏ thì cô chú anh chị chúng ta ngâm vào nước vôi trong để khử trùng, hoặc là nước trắng cho than ngập nước và chìm. Khi nào mà thấy than củi có cái dấu hiệu chìm là chúng ta có thể sử dụng để trồng lan được rồi. Các cô chú anh chị chúng ta lưu ý là có thể trộn cái than củi này cùng với những cái cọng dớn hay là vỏ thông hay là rêu đều có thể dùng để trồng cây lan được. Than củi nó có cái đặc tính hấp thụ nước, màu, mùi và cả phân bón rất là tốt. Chính vì thế sau một thời gian trồng thì than củi nó sẽ rất mặn do phân bón được hấp thụ. Lúc này ta nên ngâm cả cái giò lan vào chậu nước để xả cái phần phân đã ngấm ra. Liên tục xả nhiều nước để than không bị chát, cây lan sẽ phát triển ổn định. Đối với chậu lan mà khi mà em trồng bằng giá thể than củi thì cứ tầm 1 tháng đến 2 tháng là em lại phải xả nước hoặc là ngâm nước một lần. Khi tiến hành trồng, bước thứ nhất các cô chú anh chị chúng ta cho những cái cục than củi to xuống dưới đáy chậu tầm khoảng 1/3 chậu. Lớp thứ hai chúng ta cho một lớp rêu mỏng. Nếu các cô chú anh chị chúng ta có dùng phân bón lót thì có thể bón phân vào cái lớp rêu này. Còn lớp tiếp theo là sẽ là lớp than tiếp, và cái lớp than này sẽ nhỏ hơn cái lớp than đầu tiên ở dưới đáy chậu. Cái lớp này nó sẽ vừa vừa. Sau đó thì chúng ta đặt cây cần trồng vào. Cái lớp bên trên cùng thì chúng ta sẽ rải một lớp than vụn
một lớp nhỏ đấy, nhỏ nhất thì chúng ta sẽ cho lên trên bề mặt và kết hợp rải thêm một ít cái loại vỏ thông cỡ nhỏ nhất. Sau đó thì rải thêm một ít dớn để rêu dớn đấy để giữ ẩm cho chậu lan. Theo cái trải nghiệm trồng thực tế cây lan của em thì ở những cái cây lan ở chậu lan mà em dùng giá thể là than củi thì hầu hết là không gặp phải những cái tình trạng bệnh về rễ. Đây cũng là một cái chậu lan mà em trồng bằng cái giá thể là than củi. Và cái sự phát triển của nó thì rất là khỏe, cây rất là đanh. Về phần phân bón thì chúng ta cứ bón phân như bình thường thôi, các những cái loại phân thường dùng cho cây lan. Cái điều mà em ưng ý nhất ở cái giá thể than củi này là khi mà trồng thì cái hiện tượng mà những cái con côn trùng ở chậu thì rất là khó gặp. Rất ít khi em gặp côn trùng khi mà nó sống ở trong cái chậu có chứa than củi. Chính vì thế mà đây là một cái lựa chọn rất là tốt để cho các cô chú anh chị chúng ta có thể áp dụng vào để trồng cái cây lan phi điệp của mình. Thường thường thì từ 2 đến 3 năm là các cô chú anh chị chúng ta đã thay giá thể một lần. Tuy nhiên thì có những cái nhà vườn họ còn thay giá thể là 1 năm một lần. Tuy nhiên thì ở đây có cái than củi này thì cái thời gian tối đa của nó lên đến 5 đến 6 năm mới phải thay một lần. Ở đây thì cũng là một cái rất là hay. Thì video của em đến đây là cũng xin kết thúc. Nếu mà thấy hay và hữu ích thì các cô chú anh chị để lại một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Lan Còi TV. Xin kính chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ở video lần sau. Chúc các cô chú anh chị chăm sóc được những cái giò lan thật là đẹp, thật là khỏe mạnh.